Thưa quý vị, đêm qua thì miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng, có điểm mưa đặc biệt lớn kèm theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Mây ẩm liên tục phát triển và chút mưa dồn dập xuống dọc khu vực Quảng Trị đến Quảng Nam. Và tính từ 19 giờ tối qua cho đến giờ thì lượng mưa ở hàng loạt các địa phương này đã lên tới 72 cho đến 217 mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao sẽ xảy ra sạt lở đất trong buổi sáng nay ở vùng núi Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong ở Quảng Trị, Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc ở Thừa Thiên Huế, Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà ở thành phố Đà Nẵng và các địa phương Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh ở Quảng Nam. Và mưa lớn liên tục trút xuống miền Trung khiến cho một số hồ đập đã phải điều tiết xả tràn để phòng lũ lên, đảm bảo cho an toàn hạ du. Như là sáng sớm nay thì thủy điện Bản Vẽ ở Nghệ An vẫn đang xả tràn qua đập và xả hai cửa xả mặt để có thể điều tiết với tổng lưu lượng xả khoảng 602 mét khối trên giây. Và việc điều tiết xả tràn như vậy là để phòng mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông sẽ dâng cao. Hôm nay và ngày mai mưa lớn sẽ tập trung từ Nghệ An đến Quảng Nam, trong đó khu vực phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa dồn dập. Lượng mưa có thể lên tới 200-400mm, có nơi vượt 500mm. Vâng, do là mưa lớn nên là lũ các sông ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, như là sông La Hà Tĩnh và sông Cả của Nghệ An thì sẽ lên trong đợt này và đỉnh lũ dao động quanh mức từ báo động 1 đến báo động 2, có khả năng gây ra ngập úng ở nhiều vùng trũng thấp ạ. Dạ vâng, còn chiều qua thì lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã cùng các ngành liên quan kiểm tra hiện trường sự cố vỡ đập ngăn công trình thủy điện Iakla 2. Đại diện tỉnh khẳng định đây là một sự cố nghiêm trọng, cần kiểm tra lại tổng thể và rà soát lại năng lực của đơn vị thi công. Yêu cầu huyện Chư Prong sớm có kết luận nguyên nhân chính xác, thống kê thiệt hại và khẩn trương công tác bồi thường để có thể ổn định cuộc sống của người dân. Trước đó thì sau trận lũ rạng sáng thứ hai vừa rồi, công trình thủy điện Iakla 2 đang được thi công xây dựng trên suối Iakla thì bị vỡ. Đoạn đập bị vỡ dài khoảng 10 mét khiến cho nhiều hoa màu, cây trồng của người dân vùng hạ du bị cuốn trôi. Còn tại tỉnh Đắk Nông, mưa lớn cộng với sạt trượt thì đã khiến cho nhiều công trình bị hư hỏng. Trong đó đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Giang Nghĩa và hồ chứa nước Đờn Nắc Đờn Đinh thì đã bị ảnh hưởng nặng nhất. Và việc khắc phục các công trình này thì vẫn chưa thể triển khai do nhiều nguyên nhân và nhất là phần kinh phí thực hiện. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Dưới áp lực của khối sạt trượt, tràn xả lũ hồ chứa nước Đắk Nờ Tiên đã bị dịch chuyển sang phía đập đất 103cm, đẩy nâng lên hơn 48cm. Để đảm bảo an toàn công trình, hơn một tháng qua, các đơn vị liên quan đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời, như cắt bùng phím tràn để hạ thấp mực nước hồ, đào rãnh, lót bạt chống thấm, khoan ngang thoát nước tại các khu vực nguy cơ sạt lở lớn. Ban đã triển khai khắc phục tạm thời là đã hoàn thành. Đối với công tác khắc phục lâu dài thì ban đang phối hợp với các sở ngành để hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án và nguồn vốn để triển khai thực hiện. Phía hạ lưu của hồ chứa Đắk Nờ Tiên này là vùng trồng với hơn 200 hecta lúa và hàng ngàn hecta hoa màu các loại. Việc chậm sửa chữa khắc phục sẽ có nguy cơ gây thiếu nước cho diện tích cây trồng nói trên, đặc biệt là vụ thu đông sắp tới. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Gia Nghĩa bị sụt lún 2 trong số 4 làn đường, kéo dài khoảng 300 mét. Hiện nay phải hạn chế phương tiện có tải trọng lớn lưu thông. Phương án được đưa ra để gia cố là làm cầu cạn. Kỹ thuật thi công là khoan cọc nhồi vào đất, phần đường sẽ được xây dựng phía bên trên sàn cọc như thi công cao tốc. Phương án này cần kinh phí lớn nhưng chưa có quy định cụ thể. Thời gian xử lý cũng dài, tính chất kỹ thuật phức tạp và cái kinh phí cũng sẽ là lớn. Thì Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo nhà đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn đủ năng lực kinh nghiệm để lập cái đề cương khảo sát thiết kế và lên cái phương án xử lý để ổn định công trình trong cái thời gian lâu dài. Một phương án nữa được đưa ra để khắc phục đoạn đường Hồ Chí Minh bị sạt trượt là điều chỉnh hướng tuyến. Tuy sẽ giảm chi phí khắc phục, thi công nhanh, nhưng phát sinh các chi phí liên quan tới giải phóng mặt bằng. Còn Afghanistan hôm qua đã đính chính lại thông tin thương vong liên quan đến trận động đất tỉnh Herat hôm qua. Theo đó, một người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Hiện thì Afghanistan đang tái triển khai các nhóm tìm kiếm và cứu hộ đến khu vực vừa hứng chịu ảnh hưởng. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, thì một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển khu vực Tây Bắc Afghanistan. Và sáng 7 tháng 10, thì có một trận động đất có độ lớn 6,3 làm rung chuyển miền Tây Afghanistan kèm theo một loạt dư chấn mạnh.
Trận động đất này đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Hiện thì lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau thảm họa.